Nếu như màu acrylic rất dễ bóp trên khay nhựa thì sơn dầu hoàn toàn ngược lại. Đây nè, mấy cái màu dư nó bám chặt lắm. Vậy để khắc phục trường hợp này thì mình có hai cách. Cách số 1, dùng thủy tinh để làm khay pha màu. Các bạn có thể lấy từ các khung ảnh cũ hoặc là khung treo bằng khen không dùng nữa. Đến khi muốn vệ sinh thì chỉ cần lấy lưỡi dao cạo bỏ lớp màu đó thôi. Cách số 2, dùng bảng pha màu bằng giấy. Bề mặt của giấy có một lớp sáp mà mình thì không biết sáp gì, nên tuy là cái tuyết màu trắng bị chảy dầu nhưng mặt phía sau vẫn ok, không bị thấm. Khi dùng các bạn cứ xé một tờ, dùng xong bỏ sọt rác, với lại bản giấy cũng tiện để mang ra ngoài nữa. Đó, có hai cách.